Chào các bạn, cách đây 2 ngày thì Rư nhận được một cái hộp quà rất là xinh từ Ophelia. Và bây giờ Rư và các bạn sẽ cùng mở cái hộp quà này coi thử là trong này có gì nha. Đầu tiên là một cái thiệp của em Trang. Tiếp theo là một vài em mặt nạ giấy của Natural Republic. Tiếp theo là 7 màu son dòng Night Fall mà Rư đã review hôm trước. Và cuối cùng chính là một bộ cọ. Và khi mà Rư nhận cái bộ cọ này thì Rư đã rất là bất ngờ. Thì Rư mới chat với Trang và Trang bảo là em ấy sẽ cho ra mắt cái bộ cọ này vào ngày 24 tháng 12. Và ngày hôm nay khi mà Rư quay cái video này cho các bạn xem là ngày 22 tháng 12. Cho nên hiện tại là gần như đây là một cái món nóng hôi hổi trên tay của Rư luôn. Trước khi mà Rư vào cái video thì Rư muốn xin lỗi mọi người hai điều. Điều số 1 là từ hôm mà Rư nhận cái bộ cọ này cho đến ngày hôm nay thì Rư đã cố sử dụng nó nhiều nhất có thể. Cho nên là Rư chưa có kịp giặt. Đó là lý do các bạn nhìn thì các bạn thấy cái lông cọ nó hơi bẩn một chút. Và điều số 2 là gần đây Rư quá bận. Thậm chí có những ngày mình chỉ ngủ được có 4 tiếng thôi, cho nên là chưa có thời gian đi sơn móng tay. Hy vọng mọi người sẽ bỏ qua hai cái sơ sót nhỏ này cho Rư nha. Như thường lệ thì đây sẽ là một video có giveaway, cho nên là các bạn hãy coi đến cuối video nha. Rồi, không dài dòng nữa, bây giờ tụi mình sẽ cùng bắt đầu. Thì trong cái bộ cọ này, bây giờ Rư phát hiện ra là cái lần trước Rư review về cái bộ cọ Jessup thì Rư cũng mặc cái áo này. Chắc đây là cái áo vía để mỗi lần review cọ lấy ra nó mặc luôn. Trong cái bộ cọ này thì có bao gồm 6 cây. Cái em này sẽ là cọ phủ phấn. Tiếp theo là một cây cọ đánh kem nền. Tiếp theo nữa là một cây cọ đánh má hồng. Và còn lại 3 cây nhỏ xinh hơn thì Rư đoán em này là cọ che khuyết điểm. Đây là một cây cọ để tán hút mắt. Cuối cùng là một cây cọ vát để đánh lông mày hoặc là đánh cho viền mắt dưới. Vậy thì bây giờ Rư sẽ nói cho các bạn biết về cái trải nghiệm của Rư đối với lại từng em ha. Thì đầu tiên là cái em S100 này. Thì em này có một cái dạng đầu cọ mà nó hơi cong nhẹ lên một chút. Và hồi nãy Rư đã thử đánh nền với một nửa mặt là Rư sử dụng cái Real Technique và một nửa mặt là Rư sử dụng với cây cọ này. Thì Rư phát hiện ra là đánh bằng cây cọ này thì nó sẽ đỡ hao kem nền của các bạn hơn. Và mọi người xem video mọi người cũng thấy là cái độ che phủ của cây cọ này nó làm cho cái khuôn mặt của mình nó láng hơn. Bởi vì khi mà Rư đánh với lại cái bên sử dụng cái mousse của Real Technique thì Rư sẽ phải đánh hai lần. Một lần là đánh full và một lần là mình chấm thêm kem để mình che phủ cho một số những cái vùng da mà nó có khuyết điểm. Không có như những cái cây cọ đánh nền khác, người ta sẽ thường dặn bạn là xoay 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 như thế này. Đối với lại cái cây này thì các bạn hãy dặm. Khi mà Rư trải nghiệm cái cảm giác xoay thì nó làm tán mỏng những vùng có kem, nó không có che phủ nhiều. Nhưng mà khi mọi người dặm á, thì cái độ che phủ cực kỳ thích luôn. Và đối với lại những cái bạn mà da hơi mỏng giống Rư thì nên nhẹ tay. Bởi vì Rư có cảm giác là nó sẽ hơi làm da mình rát một chút. Đặc biệt là những cái vùng mà nó hơi mỏng á, Rư thấy nó hơi rát một xíu thôi. Bạn nào da mỏng thì hãy để ý và làm nhẹ tay ha. Tóm lại em này rất là ổn. Và cây cọ tiếp theo là cái cây S110. Thì đây là một cây cọ phủ phấn. Và Rư nghĩ em này rất là tuyệt vời nếu như các bạn sử dụng để phủ lại trong ngày. Bởi vì khi mà mọi người sử dụng em này á, mọi người xoay như thế này nè. Bởi vì khi mọi người sử dụng em này và mọi người xoay như thế này nè, lông nó mềm kinh khủng, cực kỳ mềm luôn. Cái lông cọ là một cái điểm cộng rất là lớn của em này bởi vì sợi lông nó cực kỳ mềm. Và cây cọ tiếp theo là một cây cọ vát. Đây là em Ophelia S120. Thì nhìn em này ai cũng biết sẽ là sử dụng để đánh má hồng đúng không? Và lông cọ mềm lắm cho nên cái việc mà mọi người đi má hồng thì nó gọi là rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái. Thậm chí là em chưa nghĩ với những cái bạn mà da có khuyết điểm thì đi em này vẫn không có bị đau. Bây giờ là em tiếp theo, Ophelia S200. Và nhìn cái lông cọ thì ai cũng sẽ biết đây là một cây cọ che khuyết điểm. Nhưng mà bởi vì đối với Rư cái việc che khuyết điểm nó không có quan trọng lắm, cho nên là thay vào đó Rư lại trải nghiệm em này theo một cách khác. Là Rư sử dụng cái phần má cọ ở đây để mình đánh cho bầu mắt. Và sau đó mình xoay đỉnh cọ ở đây để mình đánh cho viền mắt dưới. Thì với cái cách trải nghiệm này các bạn sẽ thấy là cây cọ này hết sức là đắc lực luôn. Và bây giờ là hai em cọ cuối cùng. Em này là Ophelia S210 và đây là cây cọ tán hốc.
Để so sánh em này với lại cái em Zoeva 231 thì Rư thích em này hơn. Tại vì các bạn biết là cái hốc mắt của Rư rất là nhỏ, cho nên là với cái em Zoeva này thì nó làm cho cái hốc mắt của mình sau khi tán nó hơi bị lem một chút. Còn đối với lại cái em này thì Rư lại thấy là nó khá gọn. Cho nên là với những cái cô nàng mà hốc mắt nhỏ giống như cái hốc mắt của Rư á, thì các bạn sẽ cực kỳ thích em này luôn. Và tiếp theo nữa là với những bạn mà cái vùng da mắt bị mỏng thì mình đánh cái cây cọ này lên, nó làm cho cái vùng da mắt của mình không bị đau. Và đây là cây cọ cuối cùng, đây là em Ophelia S220. Và em này có một cái phần lông hơi vát lên. Vậy thì với em này các bạn có thể trải nghiệm như là một cây cọ đánh viền dưới, như một cây cọ để chấm vào gel và kẻ mắt, hoặc là các bạn chấm cây cọ này vào bột lông mày và các bạn tán cho lông mày. Vậy thì Rư không thích sử dụng em này như một cây cọ đánh cho viền mắt dưới, bởi vì đối với Rư nó làm cho cái viền mắt dưới của Rư bị đau. Còn với cái phần mà chấm vào gel để kẻ thì Rư chưa trải nghiệm bởi vì Rư toàn kẻ mắt bằng nước hoặc đi bằng chì thôi. Còn khi mà đánh em này và sử dụng bột lông mày thì Rư thấy là em này không có pick được màu nhiều, cho nên là cái lông mày của bạn phải đánh nhiều lần thì nó mới lên được màu mà các bạn vừa ý. Ví dụ như là bình thường Rư đánh lông mày Rư sẽ đi 2 lần bột là nó sẽ lên màu rồi, nhưng mà với em này Rư sẽ phải đi lần thứ 3, lần thứ 4 thì em nó mới có thể cho ra cái màu sắc mà mình cần. Vậy thì đây là cái nhìn tổng quan của Rư về các em cọ này ha. Đầu tiên là cái diện mạo của các em này nhìn rất là sang trọng, nhìn hết sức lấp lánh. Dù cho bạn có để em này ở đèn vàng hay đèn trắng hay là đi ban ngày thì Rư vẫn thấy cái diện mạo này rất là thích. Điều tiếp theo là tất cả các em này chính xác nó đều phù hợp với những bạn mới bắt đầu trang điểm. Nó không có một cây cọ nào gọi là thừa cả. Và mình có cảm giác là tất cả những cây cọ trong này thì nó đều dễ thao tác. Cái hồi mà Rư mới bắt đầu trang điểm thì Rư cũng đã từng mua những cái bộ cọ mà nó tận mười mấy cây, nhưng mà rõ ràng là một nửa trong số đó là mình không dùng đến hoặc là mình không biết dùng. Mình chỉ dùng có một nửa còn lại thôi. Nhưng mà với 6 em này thì các bạn đều có thể khai thác triệt để. Vậy thì cái điểm cộng tiếp theo của bộ cọ này là cái sợi lông rất là mềm, đặc biệt là những cây cọ nền. Cho nên là khi mà các bạn lướt lên trên da thì kể cả da các bạn có khuyết điểm hay là vào những ngày thời tiết hanh khô thì đánh vẫn rất là thích. Điểm cộng thứ tư là Rư đã từng tốn rất là nhiều tiền để mua những cái bộ cọ mắt đắt tiền. Và mình đến khi mà mình tốn quá nhiều tiền cho quá nhiều lần thì mình phát hiện ra một điều là những cây cọ mình mua nó đều là hàng Mỹ. Và bạn biết là mắt của người Mỹ rất là to, hốc của họ rất là sâu và diện tích mắt của họ rất là nhiều. Cho nên là những cây cọ mắt mà các bạn mua bên Mỹ thì hầu như nó đều không có vừa size với lại cái con mắt của người Việt Nam, đặc biệt là một người mắt nhỏ như Rư. Nhưng mà khi mà Rư trải nghiệm các em cọ trong cái bộ này thì Rư lại thấy là mắt mình cũng không đến nỗi nhỏ lắm, bởi vì các em này nó đều nhét vừa. Cho nên là với những cái bạn mắt nhỏ thì hãy yên tâm là tất cả những cái cây cọ trong này thì nó đều vừa vặn. Rồi, vậy thì Rư biết là khi mà mình cho ra mắt một cái sản phẩm mới thì tất nhiên là mình sẽ chưa thể nào nắm hết tâm lý cũng như là trải nghiệm của người dùng. Cho nên là bên cạnh việc khen thì Rư cũng sẽ góp ý một vài điều để mà Ophelia Team có thể hoàn thành cái sản phẩm của các bạn tốt hơn ở những lần sản xuất sau. Điều đầu tiên nè, là với cây cọ phủ phấn, Rư nghĩ là các bạn nên làm một cái miếng gọi là cái gì ta, miếng nhựa trong suốt hay là miếng ni lông trong suốt á, để mà mình có thể phủ lên trên mình chụp lại như thế này. Bởi vì tất cả những cái cô nàng mà yêu thích trang điểm họ thường mang theo cây cọ phủ phấn và hộp phấn bỏ vào trong giỏ sách để đi làm hoặc là đi chơi. Cho nên là với một cây cọ mà nó gọi là trần trụi như này thì khi mình bỏ vào trong cái giỏ sách thì nó sẽ dễ bị bám bụi và nó không có tốt cho da khi mình đánh lên đó. Cho nên nếu được thì hãy cho em nó một cái miếng như Rư nói ha. Rư không biết cái miếng nó gọi là cái gì, và cái miếng nó cũng rất là tiện nè. Nếu như mà các bạn giặt á, các bạn giặt cọ, cái cọ còn ướt đúng không, các bạn chụp lên và các bạn dốc ngược đầu xuống thì tự cây cọ nó có thể đứng được như này và nước sẽ chảy xuống dưới mà không ảnh hưởng đến cái cán để làm súc cái phần keo ở đây. Góp ý số 2 là cho cái em Ophelia S220 này được lên màu tốt hơn thì Rư nghĩ là các bạn hãy cắt cho nó vát hơn. Bây giờ Rư lấy ví dụ ha. Đây là một cây cọ mà Rư vẫn thường sử dụng để đánh cho cái phần lông mày. Thì bản thân cái em này nó vát hơn, cho nên là ở 1-2 lần đầu tiên mình đánh thì em nó đã cho ra một cái màu sắc rất là vừa ý.
Và Rư vẫn thường lau sạch em này để đánh luôn cho viền dưới. Và khi mà cái độ vát nó nhiều á, thì cái lực đánh cho cái phần mắt của bạn nó không có làm cho mắt của bạn kiểu như là nó bị đau đau rát rát á. Cho nên là hy vọng ở cái lần sản xuất tới nếu được thì mình cắt cho cái này nó vát hơn chút. Vậy thì hiện tại thì cái bộ cọ này vẫn chưa được bán trên thị trường, cho nên là Rư cũng đang không biết em này giá là bao nhiêu hết. Nhưng mà theo những gì Rư đã review và theo những gì mà Rư đã chia sẻ vừa rồi thì các bạn đoán xem bộ cọ này giá khoảng bao nhiêu. Và tất nhiên là khi mà mình sử dụng một bộ cọ thì bên cạnh cái việc mình trải nghiệm em nó thì còn một việc rất quan trọng là khi mình giặt thì em nó sẽ như thế nào. Vậy thì trong thời gian sớm nhất khi mà Rư giặt cái bộ cọ này thì Rư sẽ cho các bạn một cái review chi tiết ở trong cái mục comment bên dưới video này luôn. Còn tính tới ngày hôm nay thì Rư chưa có giặt em nó lần nào hết, cho nên Rư cũng không biết là khi em này được giặt thì sẽ trông như thế nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay của Rư. Và bởi vì đây là một video có giveaway cho nên là mọi người lại tiếp tục xem bên dưới để biết cách thức tham gia giveaway lần này nha. Rư sẽ luôn luôn công bố giveaway tại fanpage gốc của Rư, cho nên các bạn nhớ follow cái page này để mà biết là mình có phải là cái người may mắn trúng giveaway hay không nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.